Chào mọi người đã đến với kênh ẩm thực Việt của Ngọc. Hôm nay Ngọc sẽ làm món củ cải ngâm chua ngọt nha mọi người. Cái này các bạn có thể ăn bún, ăn cơm đều rất là ngon luôn. Đặc biệt là cái phần củ cải nó thấm cái vị giấm chua ngọt ngọt, ăn rất là giòn luôn đó mọi người. Mọi người có thể bỏ vào tủ lạnh và ăn được rất là lâu luôn. Đầu tiên là Ngọc dùng khoảng 1,5 kg củ cải nha. Còn có cải trắng và cải đỏ nè. Các bạn sẽ rửa sạch, sau đó thì chúng ta sẽ bào cái phần vỏ này ha. Các bạn bào hết cái phần củ cải nha. Sau đó thì các bạn sẽ đem đi rửa sạch và chúng ta sẽ chuẩn bị cái phần sắc củ cải để chúng ta chặn hoa nha các bạn. Đối với củ cải trắng thì nó mỏng và nó mỏng nước hơn thì các bạn sẽ sắc mỏng vừa rồi thôi. Còn đối với củ cải đỏ thì các bạn sẽ sắc mỏng hơn nha. Và các bạn dùng bàn chặn và các bạn sẽ chặn cái phần củ cải trắng và củ cải đỏ nè. Là đối với phần củ cải đỏ thì các bạn nên sắc mỏng để khi các bạn ngâm giấm đường á, nó sẽ cùng với củ cải trắng nó thấm đều cùng nhau ha. Sau khi các bạn chặn xong thì các bạn chuẩn bị một cái thau nước để chúng ta ngâm cái phần củ cải này nha. Các bạn sẽ cho đây một muỗng canh muối và các bạn cho hết cái phần củ cải trắng và củ cải đỏ vào. Các bạn ngâm trong vòng 30 phút cho nó thấm cái phần muối này và nó dịu đi. Sau đó thì chúng ta sẽ rửa sạch và chúng ta sẽ vắt khô phần nước. Trong thời gian đó thì các bạn sẽ chuẩn bị một nồi nước giấm đường nha. Ở đây để nấu giấm đường thì Ngọc dùng 2 chén đường nè, 2 chén nước và 1 chén giấm. Các bạn sẽ nêm sao cho có vị chua chua ngọt ngọt ha, vị ngọt nhiều hơn nha. Để các bạn để được lâu hơn đó và củ cải chúng ta nó sẽ giòn hơn. Và các bạn sẽ hòa tan cái phần giấm đường này. Sau đó các bạn bắt lên bếp và các bạn nấu cho nó sôi lên. Thì các bạn sẽ tắt và các bạn sẽ cho cái phần củ cải này vào trong keo nè. Và lần lượt thì các bạn sẽ cho cái phần giấm đường vào và nó ngập cái phần củ cải này nha. Sau khi các bạn cho nước ngập á, thì các bạn sẽ đậy nắp lại và các bạn để nơi thoáng mát trong vòng 2 ngày. Thì các bạn đã có được cái phần củ cải ngâm giấm đường ăn rất là ngon luôn. Nếu các bạn ăn ít á, hoặc là các bạn lâu mới ăn thì các bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh nó sẽ giòn và ngon hơn. Và đây là cái hũ củ cải ngâm giấm đường Ngọc đã làm xong nè mọi người. Rất là thơm luôn nha. Khi các bạn mở ra nó thơm lắm. Và đặc biệt á, là cái củ cải ngâm giấm đường này nó chua nhẹ, ăn rất là ngon. Và các bạn để vào ngăn mát tủ lạnh các bạn ăn có thể 1-2 tuần nó vẫn ngon nha mọi người. Chúc mọi người thành công và hẹn gặp lại.